Dương Kiển Bình An mến chào tất cả các bà con đang xem kênh à. Hôm nay em giao lưu với bà con một số cây bonsai và có một số mà đôn chậu ha bà con. Đó, để mình trang trí cho cây dịp Tết này ha. Đó, em ở khu vực Thới Hòa, phường Thới An, quận Môn, thành phố Cần Thơ. Đó. Số điện thoại liên hệ của em là 0939 442 212 ha. Clip này em gửi trên kênh LTK Phát có gì hình ảnh không rõ đó. Cái kết bạn Zalo em chụp hình em gửi thêm ha bà con. Đây là mã số 1 là một cặp đôn voi ha bà con. Đây đôn voi này mới ha bà con. Đôn voi Biên Hòa. Đây. Cặp này màu nâu ha. Nâu xanh. Mã số 1 ha, 1A ha bà con. Đó cái chiều cao của voi từ chân lên tới đỉnh đó là nó 342 ha. Tổng chiều dài là 56 ha bà con. Đó. Nhìn rất là đẹp luôn ha. Đó, cái mặt ngang này nó 17 à, cái đôn chiều dài này nó 19 nè bà con. Mình để cây lùa lên ha, để chậu lùa lên. Đó, nhìn rất là nét ha. Nhìn voi rất là có hồn ha bà con. Này con voi này cái dòi nó ngỏng lên ha. Đó. Đây em giao lưu một cặp ha bà con. Một cặp như vậy em giao lưu giá chỉ có 1 triệu 8 thôi ha. Em bao ship toàn quốc ha bà con. À, cặp voi rồi đổi đi màu nâu ha bà con. Tiếp tục mã số 2 đó, màu xanh xanh tím tím ha, màu này đẹp ha. Đó, cái kích thước nó cũng như vậy ha bà con, kích thước nó cao nó cũng 42 dài 56 vậy đó ha. Đó, cặp này nhìn rất đẹp. Đó, cái mặt trên của nó thì cũng 17 19 17 x 19. Đây, cặp này giá chỉ là 1 triệu 8 thôi ha. Em bao ship tới nhà ha bà con. Cái này trước khi mình nhận thì mình kiểm tra hàng hả nhận ha bà con. À, cái đồ hàng gớm này mình vận chuyển hơi khó một chút. Nó va chạm được nó dễ bể lắm. Này phải kỹ. Đóng rất là kỹ mới được. Đó. Đây, hai con này nhìn rất là đẹp ha, màu rất đẹp. Về mình trang trí mình để trước cửa hay là mình có thể mình để chậu kiển đồ lên nhìn cho nó đẹp ha. Rồi cũng đồng giá là nó 1 triệu 8 ha, em bao ship toàn quốc. Rồi đổi. Tiếp tục mã số 3. Mã số 3 là cái một cái chậu ha bà con. 3A ha. Đây 3A là một chậu ha. Chậu này chậu Tam Đa Phước Lộc Thọ ha. Tổng cái chiều ngang nó là 59 ha bà con, chiều cao là 28. Đó. Phủ bì đó là 59 ha. Cao là nó 58. Đây cái lồng đó. Chỗ này cũng rất nặng ha bà con. Này hàng mới ha, em không có bán hàng xưa cũ ha. Đây, lọt lồng nó 50 ha bà con. Đây Tam Đa Phước Lộc Thọ. À, cái tùng nhìn rất đẹp ha. Chỗ này rất lớn ha bà con. Rồi cái chậu này em giao lưu với bà con là giá là 1 triệu 600 ngàn ha. Em bao ship toàn quốc. Đây. Giờ đứt lên. Đó, mặt dưới ha bà con. Này men nó cũng gạn gia quy hết ha. Đó. Rồi, đổi, em bao ship toàn quốc giá 1 triệu 6 ha. 4A, 4A cái này là cũng Phước Lộc Thọ ha, nhưng màu khác ha bà con. Đó, kia màu xanh da chai ha. Cái này màu xanh với cộng với màu nâu ha. Đây. Cái này cái chiều phủ bì nó là 62, lọt lòng nó 53 và cao là 29 ha. Nó nhích hơn cái chậu kia một chút ha bà con. À, cái này vô mấy cái kiển lớn lớn như chiếu thủy đồ á, mấy cây kia kiển lớn nhìn rất đẹp. Cái này cũng đồng giá là 1 triệu 6 ha, em bao ship toàn quốc ha. Rồi, đổi. Năm A là một bộ này em có hai cái chậu chấp bằng ha, cái này gốm Bát Tràng ha bà con. Đó. Nhìn rất là đẹp ha. Đây. Cái thông số nó là phủ bì đó là 33 ha, lọt lòng 30 và cao nó 7 ha. Đây, chậu này mình thích hợp cho mấy cây dáng trực đó. Dáng trực đó nhìn cây lớn lớn dáng trực trồng cao nhìn rất đẹp, trông cao cao một chút.
gớm bát tràng ha bà con. Đây. Sao nữa đó. Một cặp gì em giao lưu với bà con là 600 ngàn ha. Cũng rất nặng ha bà con. Đó. Một cặp gì là 600 ha. Em bao ship toàn quốc ha bà con. Rồi, đổi. 6A. Đây, một bộ này 3 cái. 3 cái là 480 ngàn ha bà con. Cũng phước lộc thọ ha. Màu xanh da chai, màu xanh này rất đẹp ha. Đây, cái chậu lớn nhất nó cao, nó là 15, phủ bì 32. Đó, lọt lòng là 27. Rất dày nặng ha bà con. À, cái nhỏ ra. Để luôn đi. Đây, tiếp tục ở trong là nó cao 11, phủ bì 24 ha bà con. Đây, đây cao 9, phủ bì 29 ha. Đó, 3 cái, một bộ 3 cái ha. Lấy ra cũng hơi khó khăn chút. Đây, màu xanh rất đẹp. Cái này mình vô mấy cái mini nhìn đẹp ha bà con. Đó, một bộ 3 cái nó giống nhau ha. 480 ngàn, em bao phí toàn quốc luôn ha. Đó. Rồi, đổi. Đây cũng một bộ. Cái này 2 cái. 7A ha bà con. Đó. Cái này là cái chậu lớn nãy ha, với một cái chậu trái bần ha của thằng Bát Tràng. Đó, dưới này gớm biên quà. Một bộ một cặp gì làm giao lưu với bà con là giá 600 ngàn ha. Đó, em bao ship toàn quốc ha. Đây, thông số nãy cũng có sẵn rồi. Này phủ bì nó 33 ha, nó cao khoảng 8 ha. Đó. Rồi. Đói. Đây em có một cặp chảo ống ha. Rồi. Cặp này thì giá 450 ha bà con. 450 là em bao ship ha. Đây. Chiều cao nó khoảng 25 ha. Mặt ngang nó khoảng 22 ha bà con. Đó, tùng cúc chúc mai ha. Tùng cúc chúc mai ha bà con. Đây. Cái này mình thích hợp trồng những cây dáng đổ ha. Một cặp gì 450 em bao ship toàn quốc ha bà con. Rồi, đổi. Đây bộ số 9, đây cũng là một cái chậu trái bần ha của Bát Tràng với một cái bát tiên ha, hình chữ nhật ha. Đó, cái hình chữ nhật này chiều dài nó là 52, chiều ngang là 35 và cái chiều cao là 14 ha. Đó, chữ nhật này hình bát tiên nha bà con. Đây. Này, em bán gì đi cho mình dễ chơi. Cái này cái kia. Mình vô cây nhiều thứ cây ha. 750 ngàn cái bộ này ha. Một cái chậu trái bần với một cái chậu hình chữ nhật ha bà con. Đó. Rồi, đợi. Số 10 cũng là một bộ hình chủ nhật của Bát Tràng ha bà con. Gớm Bát Tràng, đất nung. Gớm Bát Tràng 10A ha. Cái lớn nhất chiều cao 16, dài 53 và ngang là 36 ha bà con. Là cái mẫu lớn nhất này ha. Cái thứ nhì nó là ngang nó 28, dài nó 44 và cao nó là 12 ha. Còn nhỏ nhất là ngang 12, dài 36 và cao 10. Đây, lấy từ cái ra xem. Để xích xuống. Đây, hoa văn nhìn rất đẹp ha. Cái này là trồng cây cũng rất đẹp luôn. Để ngang luôn đi. Đó. Cái mẫu giữa nó cũng vậy thôi ha bà con. Nguyên bộ 3 cái này em giao lưu với bà con là giá 900 ngàn ha. Bộ này cũng rất nặng ha. Này cái ship nó hơi kỳ công chút, hơi kỹ một chút. Chứ ảo ảo cái ra ngoài cái đóng miễn ha bà con. Rồi, đổi. Tiếp tục tới cây cây Nguyệt Quế mã số 10A. 11A. Đây cây dáng thú rất đẹp ha. Cái cốt cành lớn nha bà con, cốt cành rất lớn rồi, cái này nuôi cũng lâu rồi ha. Xả dây ra vô lại ha mấy lần rồi. Đây.
phơm tàn thì ấm mạnh hết này, chà muốn mình về mình tỉa tỉa mình cuốn lên cái mình để bông hay mà con cuốn lên cái mình để bông nó lên đọt nó lên bông đây, cốt này lớn hơn tay cái ha. Đó. Đây thông số chiều cao là 69, chiều dài 59 đó, ta ngang cái hoành là 27, hoành đế là tổng hoành đế đây đo dài quanh đây là 62 ha, hoành đó là 27 ha. Đây để thú rất đẹp, cốt cành rất khá ha, còn lớn hết rồi. Cây này về để vô chậu hình chữ nhật đẹp, 1.800.000 em bao ship toàn quốc ha, một cây nguyệt quế lá sắn bông chùm ha. Rồi đổi cây 12 là một cây sam trái nha bà con. Bỏ cái dĩa đó, bỏ cái miếng gạch ra đi. Đó, 12A là một cây sam trái ha. Clip em lên cây ha. Cây này thành phẩm tán mịn hết rồi ha, cốt cành rất lớn luôn rồi. Đế rất quái luôn. Đó. Cái này về mình đổ vô cái chậu ống cao cao một chút nhìn rất đẹp. Này là sam trái nha, này đang lên bông ha bà con, đang lên bông lai gai ha, nó có bông lai gai rồi. Này em bao sam trái cho bà con, đây trái chín đây, đây được mấy trái chín đó, được trái chín đen đen đó. Rồi cái thông số cây 12A là chiều cao 35, từ cái chiều dài đổ xuống từ đỉnh xuống là 60, hoành là 13, hoành đế là nó 35 ha bà con. Cốt cành rất già ha. Cây này em giao lưu với bà con là giá 4.500.000 ha. Em bao ship toàn quốc ha bà con. Đó, cái sâm trái này ha. Cốt chủ nó gầm ngón tay cái ha bà con. Rồi, đổi cây. 13 là một phôi lộc rừng ha. Đây, cái này nó phôi này dạng nó cũng nuôi cành lớn lớn lên chút rồi ha. Cao là 38, cái hoành cũ là 30 ha bà con. Đây hoành cũ vị trí này ha, cũ này rất quái. Đó, giá là 650.000, em bao ship toàn quốc ha bà con. Cũ lộc rừng này rất quái ha, này sữa uống thân uống đế từ nhỏ ha. Đó, 650.000, em bao ship toàn quốc ha. Này nuôi chừng tháng ngoài nữa mình vô dây được rồi. Rồi, đổi cây. 14A, 14A là cây này 600.000 ha bà con, cũng lộc vừng ha, cao nó 50, cái hoành 16, và hoành cũ là 36 ha. Đây, tổng hoành cũ đó ha. Đây, đâm chồi lên rất là khỏe luôn. Cái hàng này em bao sống cho bà con ha. Này, em đi nguyên chậu này cho bà con luôn. Rồi, 600.000 em bao ship toàn quốc ha, mã số 14A ha bà con. 15A tiếp tục là cây lục vừng luôn ha. Cây này giá 650.000. Đó, mấy cái chị nó cũng lớn hết rồi. Cao là 51. Đó, cái hoành là 16, hoành cũ là 49 ha bà con. Lục vừng này lá nhỏ ha, không phải lá lớn quá ha, lá chung chung. Đó. Tổng hoành cũ Nguyễn Hoành Đế nó là em đôi 48 ha. Rồi giá 650 em bao ship toàn quốc ha. Mấy cái này mình uống thời gian nữa bán cây khoảng triệu ngoài rất dễ ha bà con. Cây đẹp đẹp lên. 16A cũng đồng giá là 650 luôn. Đó. Cây hiện sống đâm chồi rất mạnh ha. Cao là 48, hoành 18 và cái cũ là 39 ha. Rồi. Này có sửa mấy cái cốt bự nó cũng quái quái lại ha. Rồi 16A 650.000 bao ship toàn quốc. Rồi đổi cây. 17A tiếp tục là phôi lộc rừng luôn ha. Cao là 48, dài là 15, ủ hoành là 15, hoành cũ là 36. Cái cũ này rất là quái, rất là bự luôn ha. Nó lực đây, thân nó co lắc gì đây, nhánh này rất nhiều rồi, nguyên thời gian nữa mình vô dây được rồi. Cũng 650.000 ha con, em bao ship toàn quốc ha. Cụ này gấp quái luôn. Lộc vừng. Rồi, đổi. Tóm hả?
18A tiếp tục là dòng Trung Nu Mai Chiếu Thủy ha. Đó, Mai Chiếu Thủy Trung Nu. Giá là 550 ha bà con. Cao 26, chiều dài nó 44 và cái hoành là 16 ha. Cái này dòng này á, cái nó bông nở mình đi tới nơi có thể nó rụng bông ha. Về bà con chỉ cuôn tàn. Cuôn tàn rồi bắt đầu tưới nước vô phân là nó ra bông tiếp tục ha. Đó. Cái này là để chỉ cuôn tàn nó ra gì thôi ha. Còn mình lặt lá cái nó sẽ ra mạnh hơn nữa, bông nhiều hơn. Rồi, đổi cây 550 nghe, em bao ship toàn bọc. 19A. 19A cũng đồng giá là 550 luôn ha. Đây, cái này nó đang búp. Búp có bông có, đang lên bông cũng có luôn. Cao 38, chiều dài 39 và hoành 16 ha. Đó. Phơm tán thì ấm mịn hết rồi, cốt cành nuôi khoảng 1 năm ngoài ha bà con. Cũng lớn hết rồi. Đó, lô này hãm gà em đang giao lưu cũng khá nhiều ha. Đó, dòng này chơi bông rất là thơm, dễ chịu. Rồi 550 ngàn em bao ship toàn quốc mã số 19 ha. 20A cũng đồng giá 550 luôn ha bà con. Đó. Phơm tán ấm mịn rồi. Còn bà con muốn về chỉnh chỉnh lại cho nó chuẩn cây cái thì mình cắt tỉa bớt ha. Cao 22, chiều dài tán 39 và cái hoành là 15 ha. Giá 550 ngàn ha, em bao ship toàn quốc ha bà con. Nó già nó nu lên nữa ha. Đây là Trung Nu. Số điện thoại liên hệ em là 0939442212 ha. Có gì mình không rõ về cây hình ảnh đâu đó, các bà con các bạn Zalo em chụp em gửi thêm. 21A là 550 ha. Cao 29, dài 40 và hoành nó 17 ha. Đây. Dòng chiếu thủy thì lên bông cái nó gọn gì nhìn rất đẹp. Đó. Cái này có dán cái gọng chữ C ha. Bay bay ra. Cốt cành bự chân rồi. 550 bao ship toàn quốc ha bà con. Rồi, đổi cây. 22A. 22A cũng đồng giá là 550 ha bà con. Đó. Lô này 550 nhiều ha, cao 28, dài 39 và hoành 15. Đó. Về để bông tết thì bà con cứ việc là tỉa đọt hết cho sát sát vô một chút, mình tỉa mình tạo dáng cho nó tròn nó đều phơm tán đó. Rồi nó lên đọt tới là lên bông tết luôn nha bà con, cái này lên là lên bông tết đó. 550 ngàn em bao ship toàn quốc ha, để rất đẹp ha. Để nở rồi đỡ cây. 23A cũng đồng giá luôn 550. Lô này toàn bộ 550 hết. Chú thủy. Đây, phơm tán rất ấm mịn luôn ha. Đế thì nó nở, cây này dạng đế nở ha bà con. Rồi, cây này nó có chiều cao là 28, chiều dài 40 và hoành 13 ha. Đây, gốc đế nó nở ra nhìn rất đẹp ha, đều hết trơn vậy đó. 550 ngàn em bao ship toàn quốc ha. Đó cây. Đây, 24. 24A là một cây me chua ha. Tiếp em lên được một cặp ha. Cao 42, dài 44. Đó, cái hoành là 13. Hoành cũ em đo tổng dưới là 24 ha. Này chuẩn bị lên đọt non. Cây nhìn rất đẹp. Thân dáng lắc lượng rất đẹp ha. Cái này vô hai nước dây hả bà con? Gần hai nước rồi ha. Cốt cành cũng lớn rồi. Này chuẩn bị vô nước hai bà con ơi. À, đế đồ đẹp ha. Giá 750 em bao ship toàn quốc ha. Cây này rất quái cây. Phơm tán nó cũng ấm hết à. 25A. Đây cây này rất lớn ha. Cây này có chiều cao là 55, chiều dài tán là 59 và cái hoành là 20 ha. Thân nó co quái, củ cũng lớn nè. Cây này có giá là 900 ha, em bao ship toàn quốc ha bà con. Cây rất là năng cây. Đó. 900 ngàn em bao ship toàn quốc ha. Rồi đổi cây. 26A. 26A là một cây đa ưu điểm ghép trắng phớt hồng ha. Cái này giống như trắng phớt hồng nhiều rồi. Cao 36, dài 42, hoành 18.
Đó, cây này giá là 750 ha. Mấy cây này khoảng tháng giêng tháng 2 mình vô cái chậu đẹp bán tầm triệu ngoài phải ghê ha bà con. Này cốt cành nuôi lớn rồi. Đó. Cây rất đẹp luôn, cây này rất là già cây rồi. Này chỉ cần mình cho lên tược già lá xử lý là ra bông ha. Hoành 18 ha bà con, 750 ngàn, em bao ship toàn quốc. Rồi đổi cây. 27 ha, cây này giá 700 ha bà con. Phơm toàn rất ấm mịn rồi. Cao 36, dài 47 và hoành 15 ha. Giá chỉ 700 ngàn thôi. Cái này mới vô dây thay loại nước, thêm một nước ha bà con. Đệm thêm một nước nữa bởi cái tược non nó chưa có bung ra. Có 10 bữa nửa tháng nó bung ra cái rất là mịn cây luôn. Nó già lá lên cái mình cắt nước đó. Cắt nước nó mình xử lý làm sao cho cây nó si cây xuống. Là mình lấy bông tết luôn ha. 700 ngàn em bao ship toàn quốc ha. Cao 36, dài 47 và hoành 15 ha. Một củ dữ lắm, lớn ở dưới nữa ha bà con. Em không có thay khai thác ha. 28 à. 28 là một cây đao điểm luôn ha. Ghép phớt hồng. 36 là chiều cao, chiều dài nó 48 và cái hoành nó 13 ha. Cây này giá chỉ 600 thôi. Hơi yếu một tí. Đó. Thân nó già nứt hết trơn rồi. Nó sần sùi hết trơn rồi. Đó, nó có chóc một lỗ bên bán giá 600 ha bà con. Nó cũng đang kéo lại. Rồi em bao ship toàn quốc ha, mã số 28A ha. 29 nè, là một cây sam song hình dáng đổ ha. Đây, đổ lơi thôi ha. Này không đổ sâu. Về có thể mình chỉnh sửa thêm cho đổ sâu cũng được ha. Cây này lô này em chỉ còn mấy cây nữa hết đứt hết rồi. Đó, 1.600.000 ha bà con, em bao ship toàn quốc. Chiều cao nó là 21, chiều dài là 66 và cái hoành nó 18 ha. Thì 1.600.000 là luôn chậu ha bà con. Đó, không chậu thì 1.400.000 ha. Đây, cây rất đẹp luôn ha. Toàn rất ấm mịn. Cái này vô mình phối mấy cái tiểu cảnh nhìn rất là đẹp luôn. Rồi, đổi cây. Củ đế cũng có luôn. Đây cây 30 cuối clip cũng là một cây sam dáng đổ luôn ha. Cây này không chậu. Giá là 1.500.000 ha bà con. Đây 30A ha, chiều cao 25, chiều dài tán là 78. Cái hoành nó là 14 ha. Đó. Cây này tán rất là mịn luôn. Cây rất khỏe cây. Cái này về cho nó dày lá nó xanh đen lên bắt đầu mình bỏ nước nó xử lý cho bông lấy tơ lấy bông tết. Đây cái gọng lắc gắt quái ha. Đó. Giá là 1.500.000 ha bà con, em bao ship toàn quốc ha. Này em là có cái chậu mũ đi ha chứ không có ship luôn cái chậu này ha. Rồi cái này cũng cuối clip Dường Kiển Bình An cũng chân thành cảm ơn bà con đã ủng hộ những clip vừa qua. Rất mong được sự ủng hộ những clip kế tiếp. Chân thành cảm ơn ạ.